Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân xin được phép giới thiệu với các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay. Vâng, các bác nhìn qua cái hộp này đã đoán được là đây là cái sản phẩm đồng hồ gì đúng không ạ? Rồi, nguyên cái thương hiệu nằm trên cái hộp rồi. Đó là một sản phẩm đồng hồ Patron. Cực kỳ đẳng cấp. Cái đồng hồ mà khách hàng của Kỳ Lân mua tại hãng và không sử dụng, chỉ sưu tầm thôi. Hộp thì cầu kỳ nhưng mà mình quan trọng là nhìn vào sản phẩm. Đây em sẽ tập trung cho các bác được chiêm ngưỡng sản phẩm ngay bây giờ. Và wow, rất là cầu kỳ nha. Vỏ bọc ra thì bên trong có một cái hộp. Một hộp gỗ. Đây có nhìn hộp này. Chữ chiếc của nó này. Hai bên luôn. Và Barcelona luôn. Wow, trong này thì có rất nhiều chi tiết. Một cái gì đây? Một cái hộp bên trong. Bên trong thì có sổ của nó, giấy của nó và thông tin giấy. Con này khách hàng mua vào 2016 và sưu tầm không sử dụng luôn, trưng bày tới ngày hôm nay. Đây hộp sách sổ và giấy, giấy khai sinh của nó đây. Nói chung là tất cả đây là sổ của nó, sổ của đồng hồ Patron. Đây tất cả là thông số của nó đây. Sổ sách là đầy đủ, giấy khai sinh là đầy đủ. Đồ chơi của nó đây. Giấy chạy bấm chì. Đây là cái cuộn khăn túi của nó, cũng chưa khui luôn. Đâu có dùng tới đâu mà khui. Tại vì người khách này là mua sưu tầm, không có đeo, không sử dụng luôn. Rồi đi vào chính trọng tâm. Hộp để lâu ngày mà không bỏ túi chống ẩm này nên hơi bị rã mấy cái nỉ bên trong. Đây là một siêu phẩm Patron. Vâng, và như vậy là Kỳ Lân đã giới thiệu sơ qua về chiếc đồng hồ Patron này, nó đẹp như thế nào, nó đẳng cấp như thế nào rồi. Đồng hồ lắc lên cót đó. Cái đồng hồ automotive nó như thế nào. Vâng, và như vậy là clip đến đây đã kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý bác đã dành thời gian quý báu của mình để xem video clip của Kỳ Lân. Và một lần nữa Kỳ Lân kính chúc tất cả quý bác xem được thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành với Kỳ Lân ở những sản phẩm tiếp theo. Hãy đồng hành với Kỳ Lân Luxury bằng cách subscribe kênh YouTube này cũng như là like theo dõi fanpage này. Và đừng quên chia sẻ video này nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bác nào muốn trải nghiệm tất cả những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury thì xin mời ghé trực tiếp showroom của Kỳ Lân Luxury, địa chỉ trên website kylanluxury.com. Hoặc là mọi thông tin chi tiết các bác nào muốn trải nghiệm, muốn hỏi về những sản phẩm, muốn tư vấn về những sản phẩm cứ gọi trực tiếp cho Kỳ Lân Luxury, số hotline là 0901 247 247. Hoặc các bác nào muốn theo dõi sản phẩm trên Zalo thì kết bạn với em Zalo 0901 247 247. Và bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.